đợt nóng tại Ấn Độ gây mất điện. Tin từ Ludhiana, một đợt nóng thiêu đốt ở Ấn Độ đã gây ra mất điện và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Một số du khách tại Jammu và Kashmir cho biết họ từ Mumbai tới để tránh nóng, nhưng thấy đợt nóng đang tấn công nhiều nơi trên toàn quốc. Một du khách từ Mumbai tới, Ajit Ahmed, nói rằng ông đọc báo thấy nhiệt độ tại tỉnh đã phá kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Ông cùng gia đình từ Mumbai tới đây để tận hưởng thời tiết mát mẻ, nhưng hiện nay ở đây cũng rất nóng. Một nhà khí tượng học cho biết nhiệt độ tăng mỗi năm kể từ năm 1984. Mưa sẽ giảm nhiệt nhưng không có dấu hiệu gió mùa sớm đổ về. Tình trạng mất điện đã làm một số người không có quạt, không tủ lạnh và không có cách nào để hạ nhiệt. Uttar Pradesh chỉ có 8.000 MW điện để đáp ứng nhu cầu là 11.000 MW.